vì sao người hướng nội lại thành công xuất chúng? Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ bạn đặt câu hỏi, những người thành công họ hội tụ những phẩm chất nào chưa? Một trong những phẩm chất nổi bật chính là hướng nội. Người hướng nội là bậc thầy tâm lý trong việc thấu hiểu con người. Họ có óc quan sát tinh tế, phân tích, nhận định sâu sắc. Chính sự tĩnh lặng và thấu hiểu đó sẽ sinh ra những nhà lãnh đạo xuất chúng. Quá trình rèn luyện trong cuộc sống đã giúp những người giỏi có được một tâm thái bình tĩnh, tự tin, tự tại, đưa ra những quyết định đúng đắn. Vậy hướng nội là gì? Có thể hiểu hướng nội là khái niệm dùng để chỉ những người luôn thích môi trường dễ chịu và ít áp lực. Người hướng nội là những người chủ yếu hay có khuynh hướng yêu bản thân, chú trọng đến đời sống tinh thần cá nhân. Họ thường thích các hoạt động mang tính đơn lẻ, tự mày mò, có thể tự giải quyết hơn là cùng tham gia với một nhóm đông người. Người hướng nội thường trầm tính, ít nói, kín đáo và khá cẩn thận trong công việc lẫn cuộc sống. Vào khoảng năm 1960, nhà tâm lý học Carl Jung lần đầu tiên đã miêu tả người hướng nội và người hướng ngoại khi ông đang thảo luận về các yếu tố tính cách của con người. Hướng nội không phải là một khuyết điểm, nó cũng xứng đáng được đánh giá cao và khen ngợi. Những người thành công đều là những người biết ăn nói, có thể diễn thuyết một cách đầy đủ tự tin trước mặt mọi người. Trong mắt nhiều người, người hướng ngoại dễ dàng thành công hơn người hướng nội. Nhưng thực tế cho thấy, trong số những người thành công, tỷ lệ người hướng nội lại nhiều hơn người hướng ngoại. Einstein, Bill Gates, Warren Buffett, Steve Spielberg, Murakami Haruki, có tới 70% số người thành công trên thế giới là người hướng nội. Vì sao vậy? Trên con đường thành công, dù những người hướng ngoại có nhiều cơ hội hơn, nhưng những người hướng nội cũng hoàn toàn có thể thành công theo cách của riêng họ. Những người hướng nội có thể là nhà lãnh đạo thành công cao và thậm chí tốt hơn người hướng ngoại. Người hướng ngoại có thể hoạt ngôn, bộc trực và nhiệt tình. Nhưng người hướng nội là những nhà tư tưởng bẩm sinh, biết ra quyết định sáng suốt và bình tĩnh trong việc giải quyết vấn đề. 14 điều sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về người hướng nội và lý do vì sao họ thành công. Thứ nhất, họ là những người giải quyết vấn đề xuất sắc. Kỹ năng giải quyết vấn đề là kỹ năng không thể thiếu để trở thành người lãnh đạo tốt. Người hướng nội giải quyết vấn đề bằng cách cẩn thận chú ý đến từng tiểu tiết thay vì vội vàng hấp tấp. Theo báo cáo năm 2012 của Randy Buckner thuộc Đại học Harvard, những người hướng nội có chất xám dày hơn ở vỏ thủy não liên quan đến suy nghĩ trừu tượng và đưa ra quyết định. Buckner tin rằng đây là lý do vì sao những người hướng nội suy nghĩ thấu đáo và luôn dựa vào sự thật cũng như trực giác trước khi đưa ra quyết định. Điều này giúp cho người hướng nội có sự lão luyện trong việc quan sát, suy nghĩ trừu tượng và đưa ra quyết định chỉ sau khi xem xét tất cả các khía cạnh. Thứ hai, họ là người luôn sẵn sàng. Mặc dù người hướng nội không được biết đến với kỹ năng phát biểu trước công chúng, nhưng khi cần, họ sẽ trở thành người thuyết trình hấp dẫn và cuốn hút. Là bậc thầy về nghiên cứu, họ suy nghĩ và lên kế hoạch hiệu quả trước khi hành động và phát ngôn. Trong các cuộc họp, họ là những cá nhân luôn chuẩn bị chu đáo nhất, đảm bảo giá trị của các cuộc trò chuyện và truyền tải những thông tin cần thiết rõ ràng. Thứ ba, họ có ý chí mạnh mẽ và khiêm tốn. Trở thành người lãnh đạo ưu tú đòi hỏi sự tinh tế, mà người hướng nội dường như lại là bậc thầy trong việc sở hữu kỹ năng này. Sự tự nhận thức, trung thực và kiên cường là bản năng vốn có của những người hướng nội. Là những cá nhân tập trung hướng đến mục tiêu, họ không để tâm đến những lợi ích ngoài lề hay sự khen ngợi, mà luôn cố gắng làm mọi thứ cần thiết để đạt được điều mình muốn. Hơn nữa, họ đặc biệt khiêm tốn và luôn hoan nghênh mọi người cùng tham gia thảo luận, tạo ra một môi trường cởi mở, tin tưởng lẫn nhau. Thứ tư, họ là những chuyên gia lắng nghe. Quan tâm đến nhân viên và khách hàng hay thấu hiểu những mặt chìm của vấn đề là đặc điểm thiết yếu của nhà lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo hướng nội là người quan sát và lắng nghe tuyệt vời, bởi họ luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ lắng nghe những gì mọi người nói và sẽ chỉ đưa ra quan điểm khi nó có giá trị. Họ không quan tâm đến việc trở thành trung tâm của sự chú ý và luôn đặt ánh đèn sân khấu lên người khác cũng như đánh giá cao những ý tưởng đề xuất từ mọi người xung quanh. Ngoài ra, người hướng nội rất yên tĩnh, không thích nói nhiều. Lúc bạn buồn, người hướng ngoại sẽ nghe bạn kể rồi đưa bạn ra ngoài vui chơi. Còn người hướng nội lại lắng nghe và cùng bạn buồn. Lúc khó khăn, cần nhất một người hiểu được mình.
có được một người bạn tâm giao như vậy là điều hạnh phúc nhất trên thế giới này. Thứ năm, khi họ nói, mọi người lắng nghe. Người hướng nội luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Họ xem xét tất cả mọi ý kiến, phân tích cẩn thận các sự kiện, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới phản hồi. Vì thế, những người lắng nghe họ biết điều đó là quan trọng và có giá trị. Đó chính là sức mạnh của thái độ bình tĩnh mà mọi người có thể thấy ở nhà lãnh đạo hướng nội. Thứ sáu, rất chuyên tâm và có chiều sâu. Người hướng nội phần lớn đều có sở thích mà có thể làm một mình, như đọc sách hay viết bài. Nhiều năm tôi luyện khiến họ trở nên rất chuyên tâm và suy nghĩ cũng rất có chiều sâu. Thứ bảy, họ bình tĩnh và tự chủ. Giữa các cuộc đấu tranh hỗn loạn và điên cuồng hàng ngày trong cuộc sống, sự căng thẳng và lo lắng có thể khiến bạn đưa ra nhiều quyết định tồi tệ. Nhưng trong những môi trường như vậy, các nhà lãnh đạo hướng nội luôn biết cách giữ bình tĩnh khi đưa ra quyết định và luôn dựa trên sự quan sát, phân tích tỉ mỉ. Sự ổn định của họ giúp mọi người duy trì niềm tin để có thể đối phó với sự hỗn loạn theo cách tốt nhất. Thứ 8. Họ thể hiện tốt nhất khi ở một mình. Các nhà lãnh đạo hướng nội coi trọng sự cô độc và cảm thấy tràn đầy năng lượng khi dành thời gian ở một mình. Khi phải tương tác quá nhiều, họ sẽ cần nạp lại năng lượng thường xuyên. Khoảng thời gian này giúp họ suy nghĩ rõ ràng, tự chủ bản thân và giúp họ đối mặt với những thách thức mới. Bạn có thể học hỏi từ một người hướng nội, chẳng hạn sẵn sàng nghỉ ngơi trong vài ngày, suy nghĩ về một vấn đề khó khăn, đọc mọi thứ bạn có thể. Thứ 9. Họ là những cá thể sáng tạo. Người hướng nội mang lại rất nhiều sự sáng tạo cũng như truyền cảm hứng cho mọi người. Và điều này rất hữu ích đối với những nhà lãnh đạo. Sáng tạo kết hợp với tư duy phân tích giúp những nhà lãnh đạo hướng nội tìm ra các giải pháp độc đáo trước mỗi trở ngại. Bên cạnh đó, tư duy sáng tạo cho phép họ phát triển văn hóa linh hoạt và đổi mới hoạt động trong tổ chức. Thứ 10. Họ xây dựng các kết nối ý nghĩa. Họ không phải là những người quảng giao nhất, nhưng họ sẽ ưu tiên phát triển các mối quan hệ lâu dài. Khi người hướng nội xây dựng kết nối cá nhân, họ coi trọng sự sâu sắc và sẵn sàng đầu tư vào việc phát triển cũng như duy trì các mối quan hệ này. 11. Im lặng là bản năng đáng tin cậy. Người hướng nội vô cùng đáng tin cậy, rất biết giữ bí mật. Mọi người đều biết bạn không phải là người ăn nói tùy tiện, cũng không phải là người gặp đâu buôn đó. 12. Hiểu rất rõ bản thân muốn gì. Rất nhiều người không hiểu bản thân mình, nghĩ mãi không ra vì sao mình lại trở thành như vậy. Nhưng người hướng nội thì không. Họ luôn hiểu rõ bản thân mình, biết mình muốn gì, luôn nghe theo tiếng nói nội tâm của mình. 13. Khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc. Người hướng nội có một phẩm chất mà không phải người hướng ngoại nào cũng có được. Thế giới của họ phong phú ra sao thì chỉ có mình họ biết. Rất nhiều nghệ thuật gia, triết học vĩ đại đều là những người không giỏi giao tiếp cho lắm. 14. Người hướng nội an tĩnh, xem nhẹ được mất, không tính toán chi li. Cổ ngữ nói, tâm an là phúc. Người hướng nội thường rất an tĩnh, trầm lặng. Họ thản nhiên với mọi chuyện, giống như cách họ giao tiếp với cuộc đời vậy. Có được thứ gì, không chìm đắm vào trong. Mất đi cái gì cũng không quá quan trọng hóa vấn đề. Vì không tính toán với người khác, nội tâm sẽ tự do tự tại hơn, nhìn ai cũng thuận mắt. Vì không tính toán được mất thiệt hơn, không sân si nên sẽ không đụng chạm tới người khác, làm người không hổ thẹn với lương tâm. Vì không tính toán để ý tới đánh giá người khác dành cho mình, nên trước giờ không bao giờ phải giải thích với người khác, cũng lười chẳng buồn để giải thích. Nhà soạn kịch người Na Uy Henrik Johan Ibsen từng nói, người kiên cường nhất trên thế gian này chính là người có thể một mình chịu đựng được tất cả. Người hướng nội chính là như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và chia sẻ.